Chúng ta không nên chủ quan bất cứ một điều gì vì cái bài học thì đã được rút ra quá lớn rồi. Chúng ta, chính đội tuyển Việt Nam, những người đang thi đấu là người hiểu rõ nhất cái bài học về sự chủ quan, về sự kết hợp, về sự ăn ý từ bút cam cho tới bây giờ. Và chắc chắn họ sẽ không mắc phải những cái điều đó ở ván đấu quan trọng này. Rõ ràng nhận ra sự khác biệt về chất tướng đã giúp Việt Nam đánh tự tin hơn ở giai đoạn đầu như thế nào trước Trung Quốc. Chúng ta chủ động di chuyển vào bộ đỏ của đối phương cướp. Và với Malok, với Joker, với Slim và Tulen đang cố gắng đẩy đường càng nhanh càng tốt. Tulen đẩy đường cực kỳ nhanh ở cấp độ 1 khi nâng cho mình cái lô động. Và chắc chắn đẩy đường nhanh như này sẽ khiến cho Trung Quốc không thể dám giao tranh, không thể dám giữ bùa nữa. Và thậm chí bây giờ khi mà đồng năm xóa sổ lính xong, đồng năm lên cấp 2 thì thôi rồi, có lẽ sẽ có đánh nhau ở đường trên. Nhưng Jun anh ta rất tỉnh táo, ngay lập tức xuất hiện ở đây để giảm cái áp lực đi dành cho bên phía của Trung Quốc. Trong khi đó thì khởi đầu ở cái đợt lính đầu tiên, Gamate anh ta là người chủ động đứng rất cao ở cái bụi đó. Ngay khi nhìn thấy mặt lính, anh ta tấn công rất nhanh vào cái đợt lính đó. Thì đấy cũng là một cái ý đồ đội tuyển Việt Nam của chúng ta đặt ra, đó là đẩy lính cao ở cả ba đường với một tốc độ rất cao. TF lỗ, TF chỉ ăn được một con bùa đỏ phần rừng của đối phương thôi. Còn gì chứ, ăn được cả ba bãi rừng trong phần bùa đỏ của chúng ta. Đó là con thổ dân, đó là con sói và đó là con bùa đỏ. Chính vì vậy bây giờ chúng ta thấy một sự chênh lệch cấp độ có lẽ là rất lớn với Zichen và TF. TF bây giờ chỉ khoảng 3/4 thôi, còn với Zichen thì đã 4 rồi. Đó là sự chênh lệch về cấp độ rất đáng ngại của người đi rừng của chúng ta. Đồng năm vào quá sâu, trong khi đó phần còn lại của Việt Nam thì bị Nan Wan khép góc bằng những chú bướm, đặc biệt là TF. Việt Nam lỗ, Black One đang bị đấm, Black One phải dùng lộ động, Black One có tốc biến và đã phải dùng tốc biến rồi, nhưng nó là không kịp. À kịp, may quá. Tôi rất may mắn. Chúng ta rất may mắn trong tình huống đó, nếu nó nổ đủ cái sát thương của cái, và đây chúng ta nhìn lại trận đấu này, đội tuyển Việt Nam bị khép góc rất tốt đến từ Nan Wan. Chúng ta có lý do để đánh tình huống này, tuy nhiên điều quan trọng đó là bị khép góc. Chỉ một mình đồng năm băng vào thôi, TF ngay khi dính chú bướm của Nan Wan đã phải lùi về ngay lập tức. Và anh ta quay lại còn cố gắng ăn cho mình con thổ dân nữa. Có lẽ Việt Nam đã thi đấu không có sự liên kết trong pha thi đấu vừa rồi. Nếu như mà vào thì cần phải vào sớm và đi cùng đồng năm luôn. Hai là vào muộn thì đồng năm phải lùi lại, đừng có quá lầy nữa. Và quay sang tấn công thẳng vào Nan Wan thì là tốt hơn. Nếu chúng ta đi cùng một bước ở trong hướng đó thì rất có thể dồn sát thương ngay lập tức vào vị trí của Menji. Thực ra về cơ bản là chúng ta cần phải chặn lính ở tân hình đó. Và sau đó di chuyển cả 4 và 5 người xuống ở hang rồng. Ở cướp ôm! Đó là cùng với Chopna. Và như vậy là Việt Nam từ bất lợi trở thành thắng lợi. Tôi đang định phân tích cái setup của Việt Nam trong final đó để giúp cho chúng ta có thể có được con rồng tốt hơn. Đó là việc di chuyển cả 4 cả 5 người để cản lính. Và sau khi cản tên lính đó thì cả 4 người sẽ di chuyển xuống hang rồng cùng với Yamate để ăn con rồng. Nhưng chiến thuật có thể thất bại nhưng kế hoạch là chắc chắn thành công. Đó là có được rồng. Đó là công lớn nhất đến từ người hùng chúng ta, anh chàng Yamate. Và đường giữa đang có thành công. Nan Wan cấp độ 4 và cho hỏi cái tuổi solo với Black One. Nhưng khi mà gọi Zichen ra thì Black One mới là người rút lui. Và chúng ta bỗng chốc sau cái con rồng đó, đội hình chúng ta vừa lấy được lại tâm lý, vừa lấy được lại thế trận. Và ngay lập tức tấn công lên đường trên này. Và đánh cực kỳ đúng bài luôn. Cố gắng lava, đó là Mengi. Zichen đã tới, Nan Wan đã tới, 98k cũng đã tới. Việt Nam chạy được hết. Và như Yamate. Vậy Yamate có đánh không? Có đánh hay không đây? TF bị dồn sát thương, Polo cũng bị dồn sát thương. Yamate cố gắng ủi vào người của Mengi. Anh ta ủi thành công. Nhưng bây giờ chạy ra kiểu gì đây? Cố gắng đổi mạng, 2-2. Đồng năm không nên lao lên. Cứu rồi. Đồng năm không nên lao lên trong pha thi đấu này. Nếu như lên thì lên cùng Black One, nhưng Black One cũng không còn nhiều máu nữa. Đấy là chúng ta đã có pha đổi hỏa 2-2. Nhưng việc đồng năm quá cố chấp với vị tướng Malok khi anh ta không còn luyện ngục nữa khiến cho chúng ta lỗ mất một mạng. Rất đáng tiếc trong tình huống đó, vì khi đồng năm có thể đứng lại thì hoàn toàn chúng ta phòng thủ được cái đợt trụ này tiến vào. Pha này có quá nhiều lỗi của đội Việt Nam. Thứ nhất là khi mà TF bị giữ lại thì Polo cũng nên lui, nhưng Polo lại đứng lại để có thể giờ gồng cho mình chơi một. Điều đó khiến cho anh ta bị mất nhiều thời gian đứng im và đối phương hạ gục luôn anh ta. Pha thứ hai là pha đồng năm cố chấp quay lại để cứu giữ Yamate. Tôi nghĩ là không nên. Tình huống đó thì đồng năm cũng đã mất cấp cứu rồi, nên anh ta không còn có thể có khả năng tay đôi với đối phương được nữa. Đặc biệt là 1-2 cũng là một điều gì đó bất khả thi. Nhưng tín hiệu may mắn nhất dành cho đội tuyển Việt Nam đó là chưa có một cái trụ nào bị mất đi. Cái trụ kia chỉ mất 1/2 cây máu mà thôi. Và thậm chí chúng ta đang có cơ hội rất lớn để có thể lấy được trụ một đường kinh công. Chúng ta đang làm điều đó ở đường trên. Scott vẫn cố gắng phòng ngự. Luyện ngục thậm chí cũng đã được sử dụng đến từ đồng năm. Cái trụ không còn nhiều máu nữa. Yamate cố gắng câu kéo, rồng sẽ được hồi máu. Như vậy chúng ta sẽ ngăn cản được đối phương. Giáo trượt đến từ TF, TF không dám bắn.
Tại sao Tiếp lại không dám bắn cho pha thiếu này khi mà Jichen đang dồn hết tất cả các chiêu thức vào người của Yamate. Còn Polo thì không hiểu lý do gì anh ta còn 1000 máu sẽ là rất nguy hiểm với Polo, anh ta nên lui. Đó là chiêu cuối nỗ lực băng ra để dọn lính đến từ Mengji. Yamate sai rồi, Yamate cần phải dùng vực hỗn loạn để xóa sổ lính thay vì vực hỗn loạn để làm cái tình huống vừa rồi không có tác dụng một chút nào cả. Nhưng không sao, 1-1 không quá lỗ. Và đối phương ăn xong con rồng này thì cũng là huề về mục tiêu thôi đúng không? Như vậy là mỗi bên sẽ có một rồng và một trụ, tuy nhiên chúng ta vẫn đang thua về tiền do thua 4 điểm hạ gục. Quan trọng hơn là chúng ta cần giữ lại cái bình tĩnh ở trong những tình huống tiếp theo. Có những tình huống chúng ta quá hăng máu đi thì lại hở ra những cái lỗi rất đáng không nên mắc phải, những lỗi không đáng có. Và Jun tấn công vào Polo. Polo bị tấn công bởi 3 người. Polo đã có tốc biến nhưng ta biết rằng kể cả tốc biến thì cũng chết nữa. Anh ta quyết định là không tốc biến. Còn về TF, anh ta cố gắng để cho con bùa xanh để reset lại tiền và chồng đội đục đội di chuyển ra. Nhưng hơi khó, đối phương đang có 4 người, đã có 5 người ở đây. Và thậm chí rằng con bùa xanh nó bị ăn tốc độ rất nhanh đến từ bên phía Trung Quốc. Nó đã mất kiên nhẫn rồi, nó đã hồi máu rồi. Nhưng như trên vẫn có thể kết thúc được con bùa xanh đó. Luyện ngục của đồng năm được sử dụng. Đây là pha giao tranh tốt của đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ hạ gục được Jun hay Trang đây. Mengji tốc biến đấm trượt, anh ta đẩy Black One về, anh ta tiếp tục đấm vào Black One, đấm rất đau nhưng TF sẽ hạ gục được Mengji. Và tiếp theo sẽ có thể là 98k, nhưng đồng năm Polo không kịp dùng quỷ kiếm. Polo không, đó là TF. Ai? Và chúng ta đã hạ gục được người đi rừng của đối phương cũng như là hỗ trợ của đối phương rồi. Như vậy là quá lời cho Việt Nam. Chúng ta mất 1 điểm hạ gục của Black One nhưng lấy lại được 3 điểm hạ gục của đối phương, đặc biệt là double kill dành cho TF nữa. TF anh ta rất cần những điểm hạ gục này vì chúng ta đang thấy những điểm thiếu tự tin trong những pha giao tranh của TF. Anh ta thường là người đứng rất rén ở phía sau. Thì với lượng tiền có này, anh ta có thêm được lượng đồ và với sức mạnh được gia tăng, TF cần tự tin hơn ở trong những cú bắn của mình. Như tình huống vừa rồi, anh ta được có vị trí bắn rất thuận lợi. Và điều quan trọng đó là chúng ta có pha giao tranh quá đẹp. Đó là luyện ngục, đó là vực hỗn loạn và cái nước xoáy được gây sát thương tối đa lên các thành viên của bên phía Trung Quốc. Những mục tiêu tiếp theo lúc đó Blake One tôi nhớ không nhầm thì cũng đã có trong cái nội tại đúng không, và cũng giật được tương đối là đau đấy. Trước khi Blake One nằm xuống thì anh ta câu được nhiều chiêu thức của đối phương cũng như là cấu được đi một lượng máu rất lớn, nhưng cái trụ này đã mất rồi và một cú đấm của Mengji thôi, rất nhanh chóng cái trụ thứ nhất của đường giữa mất. Hơi khó hiểu cho pha di chuyển vừa rồi của Polo, tự dưng anh ta đứng gồng chiêu bột để ăn con nhện. Thế ra nên anh ta nên ở khu vực đường giữa và dùng chiêu bột để xóa sổ lính thì Việt Nam sẽ không mất lính ở đường giữa. Có lẽ đó là pha di chuyển kết hợp không tốt của Việt Nam. Và đây giờ là hai con xe luyện ngục cũng đã được sử dụng. Việt Nam cần phải rút lui bởi đối phương đang tràn lên rất nhanh. Đi đầu là người đi rừng và họ dồn sát đường, họ sẽ hạ gục được Jichen. Và đó là Polo. Nói gì về anh chàng pháp sư đầu trọc của chúng ta đi. Đồng Nam có lẽ cũng sẽ sống được hay chẳng. Sống được, Black One cũng đã đến, TF đang đến, giáo chúng vào 98K, Yamate cũng đang đến, vực hỗn loạn chưa thấy được sử dụng và đã được sử dụng rồi. Nhưng đối phương cũng đã lùi về rất nhanh và chúng ta có lẽ cũng đã quá thành công trong việc hạ gục Jichen. Rõ ràng là pha thi đấu tự tin đến từ người đi rừng Trung Quốc khi anh ta là trợ thủ. Xin lỗi, anh ta là xạ thủ, anh ta ít máu mà anh ta đi đầu, cảm giác như anh ta là một đấu sĩ vậy. Thế Jichen cũng không lường trước được cái nguồn sát thương đến từ hai người chơi, một là Malok, hai là Polo. Đặc biệt là Polo, trợ thủ. Anh ta nghĩ Polo chỉ là một trợ thủ thôi và anh ta không đánh giá cao nguồn sát thương đến từ Polo. Nhưng cái quỷ kiếm, cái đùa dai, đùa sốc rồi cả bom cười nữa, nó quá trời sát thương đi và Jichen ngay lập tức lên bảng điểm số, hồi mã thương rất tốt trong pha tình huống vừa rồi. Polo bây giờ không phải là yếu, anh ta đã có thư xuyên phá rồi và sắp tới sẽ lên cho mình cái đao truy hồn nữa. Một trang bị tốt để có thể khắc chế được khả năng hồi máu đến từ 98k cũng như Mengji hay thậm chí là cả Jichen nữa, khi Jichen thì đang hướng tới thanh kiếm. Giáo chúng! Xít chút nữa thì chúng. Chúng ở đấy là chết chặt. Và tốc biến sử dụng chiêu cuối nhưng chỉ hất tung được TF. TF đang gặp nguy hiểm, TF chỉ có khoảng 1000 máu. Yamate nên lui, nên lui. Kinh công đang tấn công vào người đội tuyển Việt Nam. Mengji tấn công vào Black One không tới tầm. Yamate lui về được. Rất may mắn trong tình huống đó khi đội tuyển Trung Quốc họ không thống nhất về việc lựa chọn mục tiêu. Một nửa thì truy đuổi bên phía cánh trái, một nửa thì truy đuổi phía cánh phải, nên chúng ta lùi về với cả 5 thành viên, rất may mắn. Nhưng cũng phải bỏ lại đó một cái cấp cứu rất quan trọng của Yamate vì bên phía Trung Quốc họ đang tập trung rất nhiều người khu vực hang kinh công này. Họ đang kiểm soát kinh công tốt hơn chúng ta. Rất nguy hiểm, đó là đồng năm, nhưng anh ta đang khá cứng. Sao nó khỏe thế này nhỉ? Quá cứng. Tôi muốn xem đồ của đồng năm. À vừa rồi thấy có giáp thống khổ. Anh ta đã lên cho mình giáp hiệp sĩ để giảm tốc độ bắn của đối phương, sau đó lên thẳng cho mình giáp thống khổ và bây giờ sẽ là huân chương choi. Và cái đúng, thời điểm có được huân chương choi thì đồng năm thực sự là bất tử với Malok.
Và đây là góc giao tranh đẹp với Việt Nam. Chính xác. Với cái luyện ngục. Và luyện ngục nó trúng được 3 người. Yamate đâu? Yamate đến để ủi. Chưa thấy ủi. Bắt đầu vào ủi. Meghi khép góc được Black One. Đấm Black One ra. Black One tốc biến. Black One chưa bị hạ gục. Black One hạ gục được Meghi. Rất đáng tiếc chúng ta chưa hạ gục được Junjun. Yamate vào hơi sâu nhưng không bị hất tung lên 18K bởi đây là Chauna. Và quan trọng là chúng ta liên tiếp có những pha giao tranh chiến thắng. Bây giờ chúng ta hoàn toàn với những liên tục là tình huống giao tranh thắng với người đó, chúng ta có thể lấy được các mục tiêu lớn khác, ví dụ như rồng, trụ hoặc đặc biệt là có thể kinh công đang được mở ra trước mắt. Thì coi lại tình huống này, Yamate đến hơi chậm trong pha đó. Nếu đến sớm thì chúng ta còn có thể lên đêm rất nhiều điều nữa. Bởi khi mà đến sớm thì Đồng Nam sẽ không bị hất tung bởi chiêu cuối, chiêu đầu của Arduin. Ồ, kinh công dành cho Việt Nam rồi, rất may mắn Junjun trong pha đó suýt chút nữa thì cướp được kinh công. Tuổi gì mà đòi cướp kinh công? Không cầm trụ cho nên không cướp được là điều bình thường. Việt Nam không cướp thì thôi, tuổi gì đòi cướp kinh công với Việt Nam. Và 98K đang bị bắn. Và người bảo kê 98K là TF. Thôi về. Mất hai mạng. Black One có đẩy tơ này không? Không đẩy, quyết định biến về. Có đẩy, nên đẩy đi. Và như vậy là có thể chúng ta sẽ có được trụ 2 với hai con xe, một con lính con như này. Con xe này thì mất ngay rồi, bị dính hai phát bắn của trụ. Quan trọng là đợt lính của chúng ta thì được đẩy cao, khiến cho đối phương tuy chúng ta đang có mất 2 điểm hạ gục nhưng đối phương không có thế để tấn công. Rồi ok. Thực ra là với kinh công này Việt Nam chờ Đồng Nam hồi sinh lại là chúng ta sẽ set up pha giao tranh tốt hơn. Đặc biệt là con kinh công vẫn đến từ 3 thành viên. Quan trọng là Black One, TF vẫn có con kinh công, tức là sát thương của đội tuyển Việt Nam vẫn đang là rất vượt trội. Polo và Đồng Nam, 2 điểm hạ gục của họ nằm xuống để giữ cho cái con kinh công được ăn an toàn. Có giao tranh không? Như trước vậy mắt, là chúng ta sẽ phải phòng ngự một đợt đẩy của đối phương ở đường dưới. Và có vẻ như bộ lợi kinh công cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chính xác. Black One cũng đã lên cho mình cái quả cầu bất tử. Quả cầu pha lê. Chính xác là quả cầu pha lê và tấn công vào Yamate. Đây là lựa chọn không sáng suốt đến từ Trung Quốc nên họ quyết định lui lại. Thực ra cái thế trận tấn công như này là một điều mà đội tuyển Việt Nam chúng ta rất ưng ý với bộ đôi Volo và TF. Hai cái chiêu thức có tầm rất xa và chỉ cần hai chiêu thức này trúng ở một thời điểm nào đó thôi thì tính đột biến của giao tranh là cực kỳ lớn. Trong hai thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tại Bootcamp thì đó là trận đấu kéo dài về giai đoạn cuối và đó là những pha di chuyển đấu trí nhau. Trung Quốc là người làm tốt hơn và hy vọng rằng ở trong cái trận tứ kết này thì kịch bản sẽ không diễn ra ngược được như vậy. Meghi mất gần nửa máu. Tuy nhiên điều quan trọng đó là Đồng Nam liên tục bị rơi vào thế phải thủ đường mà anh ta không thể có mặt cùng đồng đội để có thể giao tranh được. Và con kinh công của chúng ta không giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả. Quan trọng hơn, con kinh công đó thì khiến cho bên phía của Trung Quốc tránh đi việc mà Trung Quốc ăn được con kinh công. Thì cũng là một phần hạn chế được lượng sức mạnh đến từ bên phía Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta đang muốn set up tình huống giao tranh khu vực đường giữa. Mất máu quá nhiều. Tương đối mạo hiểm của Black One. Và có tốc biến đến từ Skurs nhưng anh ta không băng lên. Đối phương định làm gì đấy? Đối phương định lấy trụ 2 đường kinh công. Arduin đang đẩy và những người còn lại thì đang đứng núp bụi. Chúng ta cũng bỏ qua đánh nửa map với đối phương luôn. Để một người phòng ngự là Yamate. Đây là lúc tương đối nguy hiểm này. Chúng ta cần đấu trí với đối phương nên có một người lui về chỉ để hai người đẩy mà thôi. Rất nhiều trận thua, đặc biệt hai trận thua của chúng ta tại Bootcamp Trung Quốc, nó cũng cái viễn cảnh nó cũng như thế này này. Đó là đổi đường cho nhau. Đổi được. Nói chung là sau lần đổi này thì hai bên Đồng Năm về chưa? Đồng Năm đây rồi. Dùng luyện ngục. Có luyện ngục. Không nên đánh. Nên lùi. Đúng. Black One đang tới nên lùi. Bây giờ thì không đánh được, vẫn phải lùi. Tại vì chúng ta thiếu TF, thiếu Bolo. Thì coi như là huề đến từ cả hai bên. Nhưng cái lượng trụ thì bên phía Trung Quốc, trời ơi, họ vẫn hơn chúng ta một trụ ở đường giữa. Cái trụ đường giữa còn rất nhiều máu. TF vừa có pha xử lý rất cồng kềnh khi cố gắng dùng trừng trị để ăn cho mình bùa xanh. Nhưng là trừng trị vào con nhện cho nên là không cướp được bùa xanh của đối phương. Láo trượt kìa, rất đáng tiếc. 98K đang tỏ ra khá trâu nhưng chiêu cuối trượt. Đồng Nam dùng chiêu cuối chỉ trúng một người không có tác dụng. Meghi tới, gây sát thương lên cả Black One và cả TF. Black One bật cho mình cái bất tử, tạm thời lui ra được. Đang One băng vào và Đang One hạ gục được Black One. Đồng Nam cũng sẽ lên bảng đếm số. Polo cũng sẽ phải nằm theo với 3 người đồng đội. Với 2 người đồng đội và Việt Nam mất 3 người. Đáng tiếc. Hàng loạt chiêu thức của chúng ta được nhắm thẳng vào người của Junjun. Đây chúng ta có thể nhìn lại tình huống này. Junjun và 98K, anh ta hoàn thiện rất tốt cái vai trò đỡ đòn của mình. Anh ta đứng ra hứng rất nhiều chiêu thức và Menji đến. Anh ta tả sung hữu đột vào đội hình của chúng ta, khiến Black One mất quá nhiều máu. TF cũng mất máu. Một đấm của Menji là TF mất hơn nửa máu. Và sau đó TF, kể cả đồng đội vẫn đang giao tranh nhưng TF bỏ giao tranh luôn hoàn toàn. Có thể con đấy có thể lỗ giao tiếp của TF. Và cũng như cái cách mà anh ta bị rén trước sát thương của đối phương bởi Black One cũng đã nằm rồi. TF thì không giao tranh, Việt Nam không có sát thương, Việt Nam thua giao tranh đó là phải.
Quan trọng hơn là TF anh ta luôn có mặc định trong đầu suy nghĩ đó là trợ, anh ta không có một người trợ thủ hoàn toàn bảo kê, sợ chết. Cho nên anh ta thường là người đứng rất xa sau ra tranh. Thì cái tầm với của TF trong những pha ra tranh đó chỉ có thể nhắm vào các vị trí chống chịu của đối phương mà thôi. Khi băng sâu vào đội hình như Mengzi thì TF hoàn toàn bị đẩy hẳn ra ngoài giao tranh và anh ta không thể làm được điều gì cả. Khác với Black One, Black One thì anh ta vẫn có sự tự tin nhất định, anh ta vẫn băng vào đối phương sau đó băng ngược ra bật cho mình tất cả bộ chiêu thức để sống sót lâu nhất. Nhưng nguồn sát thương thì vẫn là không đủ để đỡ phải bao qua cái bức tường chống chịu của bên phía Trung Quốc. Cái vấn đề của TF ở đây, tức là bây giờ anh ta cũng đã khá mạnh rồi đấy, nhưng mà vấn đề là anh ta không được ném thôi. Anh ta có thanh kiếm, anh ta có anh Furnier, à kiếm Furnier, anh ta có kiếm Muramasa. Nhưng một đấm của Scoot mà mất hơn nửa máu thì sao chơi? Tôi nghĩ đến thời điểm hiện tại họ không nên chơi xoay quanh hai người chơi đó là Yamate và đồng năm nữa. Vì chúng ta phụ thuộc, trước giao tranh phụ thuộc rất nhiều vào chiêu cuối của hai người chơi này. Chúng ta nên chơi xoay quanh TF, tức là đồng năm và cả đồng cả Yamate nên đứng xung quanh để đây, cho TF là lên gục và Jichen đang là mục tiêu. Jichen chưa bị hạ gục, Jichen bắn hạ gục được Yamate. Chúng ta không hạ gục người đi rừng của đối phương. TF tiếp tục mất nửa máu, Megi tới. Black One bật bất tử, đấm chết đến từ Megi nhưng cú đấm tay thường thì nó trúng và nó hạ gục được Black One. Megi phải trả giá nhưng Việt Nam tiếp tục chỉ còn hai người. Chúng ta chỉ còn hai người thôi, trong khi đó cái trụ chúng ta chỉ còn một đường lính siêu cấp cuối cùng. Đối phương đã có hai đường rồi, lợi thế liên tục đến từ những pha giao tranh tổng suốt những 3 phút gần đây và đối phương đã có được cái trụ nhà lính cuối cùng Colo ra đây, thực sự là vô nghĩa. Và như vậy chúng ta sẽ phải nhận thất bại ở trong ván đấu thứ hai. Rõ ràng Mengi đang là nhân tố chủ chốt của Trung Quốc giúp cho họ có được chiến thắng ở trong cái ván đấu thứ hai này. Đó rõ ràng là luyện ngục, đó rõ là vực hỗn loạn và nước xoáy để khép góc các thành viên chủ lực của Trung Quốc, qua đó các thành viên chủ lực của chúng ta có được không gian và có được khoảng không để có thể di chuyển lên gây sát thương. Tuy nhiên Mengi đã làm chiến thuật của chúng ta tan biến tất cả. Mengi